Thưa quý vị, thưa các bạn, Việt Nam đang tham gia sâu hơn nữa vào chuỗi cung cấp toàn cầu với các sản phẩm xuất khẩu có giá trị gia tăng cao cả về hàng hóa và dịch vụ. Trong đó, vai trò của các doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày càng khẳng định được vị thế quan trọng. Những vấn đề của các doanh nghiệp nhỏ và vừa đặt ra trong quá trình tăng cường sự tham gia của họ vào phát triển xuất khẩu đã phần nào tìm được lời giải khi tham gia vào chương trình Nâng cao năng lực xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương do Chính phủ Thụy Sĩ SECO tài trợ. Chương trình Nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại địa phương là dự án ODA do Chính phủ Thụy Sĩ SECO tài trợ. Bộ Công Thương là đơn vị chủ trì, giao cho Cục Xúc tiến Thương mại triển khai thực hiện từ năm 2013 đến 2018, theo phương thức quốc gia điều hành. Đây là phương thức mà không nhiều dự án hỗ trợ kỹ thuật ở Việt Nam được áp dụng và đã thu hút được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhiều doanh nghiệp nhỏ và vừa trong các lĩnh vực như là thủy hải sản, chè, hàng thủ công mỹ nghệ, v.v. đã được nhiều sự hỗ trợ cụ thể từ chuyên gia trong và ngoài nước. Qua đó thúc đẩy kim ngạch xuất khẩu và phát triển các ngành hàng xuất khẩu chính của Việt Nam thông qua hệ thống xúc tiến thương mại trên phạm vi toàn quốc. Nhìn chung, cái hệ thống xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp tại địa phương trong thời gian thực hiện dự án 5 năm vừa qua đã hình thành được các cái khu vực, các cái mạng lưới. Và các cái mạng lưới này có cái mối liên hệ xuyên suốt theo một mục tiêu là hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn của mình, hướng vào các cái ngành hàng mà có tiềm năng xuất khẩu. Thứ hai nữa là cái việc nâng cao năng lực nói chung thì cũng đã được thể hiện qua một cái hệ thống các cái chuyên gia, các cái tài liệu, đặc biệt là các tài liệu đào tạo. Và đây là chính là những cái kết quả mà tôi nghĩ là có tính bền vững để có thể là tạo cho cái hệ thống này chúng ta cứ tiếp tục được phát triển trong thời gian tới. Thông qua các hoạt động của chương trình, các doanh nghiệp nhỏ và vừa được lựa chọn đã được các chuyên gia nước ngoài hướng dẫn, đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu cũng như tiềm năng của các sản phẩm xuất khẩu, từ đó thiết kế ra các hoạt động hỗ trợ chuyên sâu cho doanh nghiệp. Chính nhờ những hoạt động hiệu quả như vậy mà lần đầu tiên hai doanh nghiệp chè của Việt Nam đã đạt giải thưởng cao trong cuộc thi chè đặc sản quốc tế Bắc Mỹ 2017. Bạc vừa qua mà được nhận ở tại Bắc Mỹ, Canada thì nó rất là có ý nghĩa to lớn đối với doanh nghiệp. Nó cũng là một cái cơ hội, nó một cái đà để thúc đẩy cho doanh nghiệp ngày một phát triển hơn. Sản phẩm được giải là cái sản phẩm trà sản xuất theo công nghệ sạch, hữu cơ hoàn toàn. Chúng tôi đã ướp cái trà xanh với cái hoa nhài tự nhiên với cái cách thức rất là cầu kỳ, và cái sản phẩm đấy nó rất được các cái chuyên gia đầu ngành trà thế giới là đánh giá rất cao. Theo đánh giá của Cục Xúc tiến Thương mại, chương trình không chỉ trực tiếp giải quyết những vấn đề liên quan đến hỗ trợ xuất khẩu cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, mà còn tiếp cận những vấn đề liên quan đến sự phát triển của khu vực ở cấp độ quốc gia và địa phương, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa hệ thống, đơn vị xúc tiến thương mại và cộng đồng doanh nghiệp, qua đó thúc đẩy xuất khẩu và phát triển thị trường nội địa. Trong 5 năm qua, với vai trò là điều phối viên khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì chúng tôi nhận thấy rằng là chương trình này mang lại sự hiệu quả nhất định, đó là nắm bắt được cái nhu cầu của các cái tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, trong đó là đánh giá được cái tiềm năng xuất khẩu của ngành hàng cá tra và trái cây tươi. Đây là hai ngành hàng chủ lực của đồng bằng sông Cửu Long, mang lại nhiều cái đóng góp vào cái kim ngạch xuất khẩu của vùng. Từ kết quả cũng như những vấn đề cần cải thiện của chương trình, thông qua đó các cơ quan hữu quan thuộc Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan sẽ có những chương trình hành động hiệu quả nhằm hỗ trợ hơn nữa cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp nhỏ và vừa nói riêng, phù hợp với điều kiện hội nhập trong tình hình mới.